DVT 60 tuổi ở Hưng Yên bị viêm da cơ địa nhiều năm nay, đi khám tại một số bệnh viện da liễu, ông T được kê đơn thuốc, đã dùng thuốc và có cải thiện, tuy nhiên bệnh vẫn tái đi tái lại nhiều lần. Khoảng 2 tháng gần đây, tình trạng bệnh nhân ngày càng nghiêm trọng hơn, tổn thương trên da lòng bàn tay bàn chân, mọc rất nhiều mụn nước nhỏ như đầu đính ghim, da tay da chân bong chóc rất nhiều, một số tổn thương còn nứt chảy máu. Ông T cảm thấy các vùng da ngứa rất nhiều, ảnh hưởng đến công việc và giấc ngủ. Mong muốn được chữa bệnh viêm da cơ địa hoàn toàn, ai mách phương pháp nào, ông cũng đều thực hiện. Một lần, khi đang lướt mạng xã hội, ông T thấy có người đăng bài khẳng định tắm và ngâm chân với nước chè xanh 30 phút mỗi ngày, sau đó đắp nhựa của cây xương rồng sẽ khỏi hẳn bệnh viêm da cơ địa. Người này còn mách rằng đây là nghệ dân gian và đã thực hiện hiệu quả đáng kể. Như tìm thấy vị cứu tinh, người đàn ông này đã nhanh chóng làm theo. Nhưng chỉ sau 2 ngày thực hiện, ông bắt đầu cảm thấy răng ngứa nhiều hơn, phần da tiếp xúc với nhựa cây bị đỏ rát, nề, mụn nước trước đây nhanh chóng bị hóa mù. Nghĩ rằng thời gian ngâm chưa đủ, ông tiếp tục tăng thời gian ngâm lên 40-60 phút và tăng lượng nhựa cây xương rồng. Sau khoảng 5 ngày, ông T cảm thấy xuất hiện những tổn thương loét khiến ông gần như không cầm được đũa khi ăn cơm và hai bàn tay đã nề đỏ. Lúc bấy giờ, ông mới hoảng hốt tìm đến chuyên gia da liễu. Trực tiếp thăm khám cho trường hợp này, thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Thành, hội viên Hội Da liễu Việt Nam chẩn đoán bệnh nhân bị viêm da cơ địa bội nhiễm do dùng các phương pháp điều trị chưa đúng cách. Việc ngâm tắm lá cây và đắp nhựa xương rồng khiến tổn thương hàng rào bảo vệ da kết hợp với chăm sóc chưa phù hợp nên đã tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập gây bội nhiễm. Theo thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Thành, viêm da cơ địa là bệnh mãn tính, bệnh hay tái phát nên gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Trong dân gian, người ta từng chuyển tay nhau những phương pháp như ngâm, tắm nước lá cây khế, trầu không là chè hay bôi nhựa xương rồng đu đủ. Theo đông y, các loại lá cây này có tính kháng viêm, giúp giảm tình trạng viêm da. Tuy nhiên, khi sử dụng có hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào những yếu tố như lượng cần dùng, mủ nhựa cây có độc hay không, thành phần gây dị ứng ở trong lá cây. Với tình trạng của bệnh nhân T, bác sĩ đã kết hợp điều trị thuốc bôi, kháng sinh, thuốc giảm viêm và kết hợp chiếu laser giảm nề. Sau khoảng 2 tuần điều trị tích cực, tổn thương đã cải thiện nhiều, chân không còn sưng nề, chảy dịch, vùng da loét đã nên da non, không còn mụn nước, mụn mủ. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục sử dụng dưỡng ẩm để hạn chế bệnh tái phát. Bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân bị viêm da cơ địa cần dưỡng ẩm da ít nhất 2 lần một ngày, sử dụng kem, mỡ hoặc dung dịch để dưỡng ẩm, không nên ngâm, tắm lá cây, nước muối. Nên sử dụng xà phòng dịu nhẹ, không nên dùng những loại xà phòng khử khuẩn, khử mùi vì chúng có thể làm mất lớp dầu tự nhiên của da, dẫn đến khô da. Cần rút ngắn thời gian tắm, giới hạn thời gian tắm trong khoảng 10-15 phút. Nên dùng nước ấm thay vì nước nóng để tắm, lau khô sau khi tắm bằng khăn mềm và bôi kem dưỡng ẩm khi da vẫn còn đang ẩm ướt. Nếu bạn bị viêm da cơ địa, khi thấy bệnh diễn tiến nặng hơn, nên đi thăm khám trực tiếp với bác sĩ chuyên khoa, không tự ý điều trị tại nhà. Trường hợp phát hiện có bất thường ở lòng bàn tay như mụn nước, mụn mủ hoặc nứt da, chảy máu lòng bàn tay, bệnh nhân không nên tự ý điều trị, cần đi khám sớm bác sĩ chuyên khoa da liễu để có phác đồ điều trị cho phù hợp nhất.